Để phục vụ cho sản xuất của nhà máy, ngay sau Tết Nguyên đán 2022, Doveco Sơn La sẽ tiếp tục mở rộng phát triển vùng nguyên liệu tại các huyện, thành phố đáp ứng công suất của nhà máy. Nhà máy chế biến rau quả Doveco Sơn La đang được xây dựng, dự kiến đến tháng 4 năm 2022 khánh thành. Khi đi vào hoạt động, sẽ thu mua và chế biến hàng trăm nghìn tấn sản phẩm rau quả các loại như chanh dây, xoài, dứa, chuối, bơ, ngô ngọt, rau chân vịt, đậu tương rau và nhiều các loại rau quả khác của tỉnh Sơn La. Đến nay, Doveco Sơn La đã phát triển trồng được gần 300 hecta cây dứa, hơn 100 hecta chanh leo, 170 hecta ngô ngọt, 92 hecta đậu tương rau, đang triển khai kế hoạch thu mua xoài, niên vụ 2022 này.